Chào các bác nhé, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác dài bài bác một cái con iPhone 7 nhé. Đây, hôm nay em sẽ thực hành trên iPhone 7 đang chạy hoành iOS 14.1 nhé. Đang bị iCloud đây các bác nhìn nha, đó. Đang bị iCloud nhé. Đấy. Đầu tiên thì để mà bài bác được con này các bác vẫn phải dài Black cho em nhé. Đấy, hôm nay em sẽ dài Black và bypass luôn. Còn ai mà chưa biết tạo USB bot để dài Black thì các bác xem cái bài hướng dẫn trước của em nhé. Video này em sẽ thực hành từ cái chỗ dài Black chứ không tạo USB bot đó. Tất cả đều chạy trên Win nhé. Đấy, đầu tiên các bác vào những cái file tải về đây. File thì em để link ở cái phần mô tả cho các bác tải về rồi. Đấy. Tool thì hoàn toàn miễn phí nhé. Đầu tiên các bác sao chép cái file nó có tên là checkjay này ra ngoài màn hình cho em. Đấy, các bác sao chép ra nhé. Rồi các bác mở sẵn cái tab. Các bác nhớ cái tab để mình đánh vào để bypass nhé. À, để dài black nhé. Đấy. Đầu tiên là các bác vẫn trình giả lập lệnh này. Đấy, các bác mở cái lệnh này lên. Đấy. Đấy nha, đầu tiên các bác vẫn sao chép cái dòng đầu tiên này cho em. Copy này. Đấy. Các bác dán nó vào, các bác ấn Enter. Dòng này nó yêu cầu các bác nhập bát, các bác nhập cho em số 1. Còn các bác ấn Enter. Tiếp tục yêu cầu nhập bát. Các bác lại ấn số 1 và ấn Enter. Đấy. Sau đó thì các bác sao chép cái dòng số 2 cho em nhé. Các bác làm chuẩn nhé. Nhiều các bác làm tắt này, sao chép thiếu file ấy, nó sẽ báo lỗi nọ lỗi kia đấy. Rồi các bác ấn Enter tiếp tục nhé. Đấy. Nó sẽ giải nhãn các file ra. Đấy. Rồi sau khi xong các bác giải nhãn xong, các bác sao chép cái dòng số 3 tiếp tục cho em nhé. Đấy, các bác lại ấn viết nó vào đây. Rồi các bác ấn Enter này. Đấy. Chỗ này các bác này nó hiện lên tiếp tục, các bác ấn dòng số 4 nha em, chữ su này. Đấy. Chỗ này các bác nhìn nhá, nó lại yêu cầu các bác nhập password, các bác lại ấn số 1 cho em nhá. Đấy, sau khi nhập số 1 xong các bác lại tiếp tục sao chép cái dòng đây LS này, dòng số 5 này, các bác lại dán nó vào. Đấy. Sau khi dòng số 5 xong các bác lại đến cái dòng số 6 này. Đấy. Các bác lại dán xong, các bác lại vẫn ấn Enter. Đấy. Dòng số 6 xong các bác lại sao chép dòng số 7 này. Các bác lại ấn Enter các bác. Đấy, dòng số 7 xong các bác ấn cái dòng số 8 này. Tiếp tục. Đấy, sau dòng số 8 các bác đến cái dòng số 9 này. Các bác dán nó vào. Đấy, khi này máy nó yêu cầu các bác là vào chế độ DFU. Đấy, em sẽ vào chế độ DFU này. Phím nguồn với phím volume nhỏ nhé, các bác giữ khoảng 5-6 giây rồi các bác nhả cái phím nguồn ra, các bác giữ nguyên cái phím volume up này nhá. Đó. Rồi, các bác nhả tay ra nhá, máy sẽ bắt đầu boot này. Đấy, bác nhìn chưa, nó đang boot nhá. Đấy, máy đang khởi động nhá. Nó sẽ vào cái chế độ phần chứa này. Đây. Nó sẽ vào chế độ này. Khi trên tool nó báo on done là tức là nó đã thành công nhá. Tức là đã dài black thành công nhá. Đây, video em sẽ quay liền mạch từ dài black cho đến bypass. Không qua cắt ghép chỉnh sửa gì cho chuẩn xác nhé. Tránh các bác bảo là làm lỗi mà làm lỗi kia rồi. Đây tool nó sẽ báo on done này nhé các bác em. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ chuyển ra chuyển sang bên máy bên này để em bài bác luôn.
Đây do video con quay nó không có hạn nên ra là em dùng hai máy để cho nó nhanh, không phải tắt máy khởi động này thì nó xong nha. Rồi bây giờ em sẽ cắm con máy này nhá. Đấy, các bác nhìn này, mở bao Bluetooth lên. Đấy. Rồi, bao Bluetooth lên nó đã, cái phần dây vách nó đã hiện đây nhá. Nó có đây nhá, tức là máy đã dây vách rồi nhá. Đấy, nó nhận máy rồi nhá. Các bác tiếp tục, các bác mở cái tool bài bát lên cho em. Tool em để ở phần 3, ở phần mô tả nhé. Tool hoàn toàn miễn phí nha các bác nhé. Đây, ví dụ máy dài bách thì em vẫn vào cái phần đây. Các bác nhìn nhé. Nó vẫn có đang dài bách, nó vẫn đang có tài khoản nhé. Bây giờ em tiến hành bài bát luôn nhé. Đây các bác nhìn máy nhá. Đấy. Bây giờ các bác mở cái tool lên. Tool này thì hiện tại nó đang để hỗ trợ này iOS 13.xxx thôi. Nó chưa lên đến 14 nhưng mà vẫn cứ bypass thành công, ok nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Các bác mở tool lên này. Đấy. Các bác ấn vào cái dòng này cho em. iCloud đây, à bên iCloud đây, xong nó hiện lên nhà, các bác ấn chữ run cho em nhá. Nhìn này. Đấy. Đấy, máy thì nó vẫn đang đây nhá. Rồi các bác ấn này thì tool nó báo ok là được, tích cái dấu V màu xanh là ok nhá. Đấy các bác nhìn chưa, trên tool nó đã báo ok nhá. Các bác nhìn này, trên máy này các bác chỉ cần ấn quay trở lại cái này là nó sẽ vào được cho các bác nhá. Đấy các bác nhìn chưa? Đấy, bây giờ các bác ấn tiếp tục này. Đây các bác chọn này. Bây giờ thiết lập ID các tút các thứ đấy. Thì chọn mật mã này, không sử dụng này. Đấy. Nếu mà các bác cái tool này mà các bác mà tắt máy hay để hết pin mà nó bị treo táo đấy. Thì các bác chỉ cần dai black lại là xong là nó vào được. Hiện tại cái tool này là nó chưa fix được những cái lỗi linh tinh. Khi nào mà có tool fix full lỗi thì em sẽ cho lên. Rồi, ok nha các bác nha. Đấy, em đã bypass xong nhá. Có phần check dây để cho các bác cài CIA đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, CIA. Bác loát nó về. Đây, các bác nhìn nhá. Đang chạy phiên bản 14.1 nhá. Ok nhá. Đấy. Đây nên em đặt trường hợp mà các bác mà để hết pin nhé, hoặc là các bác tắt máy khởi động lại mà không may mà nó bị treo ấy, thì các bác chỉ cần dai black lại là được nhé, không cần phải bypass lại nhé. Ok nhé. Rồi video em dừng ở đây nhé. Các bác nào làm sai, làm lỗi gì mà cần em hỗ trợ, các bác cứ inbox cho em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé. Rồi nha, các bác thấy video có ích thì nhớ ủng hộ em một like và một super nhé. Rồi, chào các bác nha.